Dạ hôm qua Hà tới công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Khi còn tới công ty thì con mới biết, từ hôm qua tới giờ con không liên lạc được với cổ. Ủa sao nghỉ việc? Của hai đứa cãi nhau hả? Dạ trước khi đi công tác á thì không có biểu hiện gì bất thường hết. Thật sự á, con kiếm cổ không ra. Con tới chỗ mà cổ thường tới cũng không có nữa ba. Có hai mẹ con à, không biết đi đâu được nữa. Con gọi về quê, dưới quê nó hào không về đó. Ken thì cũng không đi học. Bây giờ con cũng biết đâu tìm Hà nữa. Chắc chắn phải có chuyện gì mà tại mình chưa biết không. Chứ con Hà tự nhiên làm sao nó bỏ đi được. Con bình tĩnh đi, từ từ rồi mình sẽ tìm ra thôi. Ủa anh Quang, anh tới đây làm gì? Em có biết Hà đi đâu không? Anh muốn gặp Hà. Hà nó không có nhà, anh đi về đi. Vậy em biết Hà đang ở đâu không? Chứ anh gọi điện thoại thì Hà không bắt máy. Rồi tự nhiên á, nộp đơn xin nghỉ việc nữa. Đằng nào thì con Hà nó cũng nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Anh buông tha cho nó đi. Em sao vậy? Sao hôm nay em nói chuyện kiểu lạ lùng vậy? Em có sao nói vậy thôi. Em thấy là từ khi nó quen anh á, nó không một ngày nào vui vẻ yên ổn hết á. Anh chỉ giỏi nói cái miệng thôi à, chứ anh có lo được gì cho mẹ con nữa đâu. Em thấy nó khổ đủ lắm rồi. Tốt nhất là anh đừng làm phiền đến mẹ con nó nữa. Em nói vậy anh không hiểu gì hết á. Có chuyện gì xảy ra đúng không? Chuyện của anh thì anh tự biết và tự giải quyết lấy. Em báo cho anh biết, hai mẹ con nó hiện tại đã chuyện đi rồi và không còn ở đây nữa. Từ nay đừng đến đây tìm nữa. Buồn lắm á, anh đi tìm mày khắp nơi luôn. Vậy không phải là cách đâu. Sao mày không đối diện với anh để giải quyết mọi chuyện luôn? Thôi cứ như vậy đi. Không được, mình đã hứa với ba mẹ là phải chăm sóc mẹ con cô ấy chu đáo. Alo. Quang hả con? Dạ con chào cô. Dạ cô chú khỏe không ạ? À? Cô chú vẫn khỏe, cảm ơn con nhiều nha. Sao công việc con vẫn ổn chứ hả? Dạ dạo này công ty cũng tốt. Nhưng mà con hơi bận quá cho nên chưa ghé về thăm cô chú được. Không sao. Khi nào rảnh con về cũng được mà. Vợ cứ lo công việc của con cho tốt đi nha. Mà nè, hôm bữa đó con Hà có gọi cho cô. Nó nói là cô đi mua sắm với mẹ của con nữa đó. Cô đẹp cũng mừng lắm. Hà có nói gì nữa không cô? Lúc đó hình như ngoài đường cũng không nói gì nhiều. Mà hôm qua hay là hôm kia gì đó có gọi cho cô. Nghe giọng của nó cũng vui lắm. Ủa, mà cô đang ở đâu vậy? Có con Hà bên cạnh không hả? Dạ con đang đi công việc ở ngoài. Chắc giờ này chắc Hà cũng về tới nhà rồi. Dạ thôi cô chú nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh rỗi con sẽ đưa Hà về thăm cô chú nha. Thôi, giữ gìn sức khỏe nghe. Chào con. Suốt cuộc cô chú cô không biết Hà đang ở đâu. Em đang ở đâu vậy hả? Có anh 15 ngàn. Dạ rồi, hết tiền. Em gửi anh. Rồi, cảm ơn. Có Dũng hỏi em nha anh. Ủa, anh. Anh tới chơi hả? Ba tôi đâu rồi? Dạ, chú Màu ở trong á. Em mời chú Màu ra nha. Mời em tôi đi. Dạ rồi, anh qua ngồi đi chơi. Dạ. Chú Màu ơi. Chú Màu. Chú, có anh Quang kiếm chú. Ủa, mới tới hả con? Dạ ba. Ủa, bộ công ty có chuyện gì sao mà thấy lo lắng quá vậy? Dạ hôm qua Hà tới công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Khi con tới công ty thì con mới biết, từ hôm qua tới giờ con không liên lạc được với cổ. Ủa sao nghỉ việc? Của hai đứa cãi nhau hả? Dạ trước khi đi công tác á thì không có biểu hiện gì bất thường hết. Thật sự á, con kiếm cổ không ra.
con tới chỗ của cổ thường tới cũng không có nữa ba. Có hai mẹ con à, không biết đi đâu được nữa. Con gọi về quê, dưới quê nó hào không về đó. Ken thì cũng không đi học. Bây giờ con cũng biết đâu tìm Hà nữa. Chắc chắn phải có chuyện gì, là tại mình chưa biết không. Chứ con Hà tự nhiên làm sao nó bỏ đi được. Con bình tĩnh đi, từ từ rồi mình sẽ tìm ra thôi. Con Hà nó có thằng Ken, là thằng Ken thì đang đi học, thì nó đâu thể nào bỏ đi xa được. Chắc chắn mình sẽ tìm ra thôi con. Chưa bao giờ con bớt được chứ này. Chưa một ngày con nghĩ tới có một ngày mình không biết phải làm gì. Ờ, hay để con gặp cậu Tùng hỏi xem hai cái đang ở đâu. Ừ, con đi đi. Con đi nha ba. Có tin gì cho ba hay nha. Con biết rồi. Ủa chú, có chuyện gì hả chú? Ủa nãy giờ mày đứng đó mày không nghe chuyện gì hả? Ờ thì con đứng đây nghe lúc được lúc không. Mà như anh Quang chị Hà chia tay hả chú? Chia tay đâu mà chia tay, tụi nó giận nhau thôi. À, con tưởng mà chia tay là tội nghiệp chị Hà lắm luôn á. Thôi thôi bán bánh mì đi. Ờ dạ.